Hello, em Thanh Phạm xin chào mọi người nhá. Hôm nay tiếp tục em về một cái lô hàng mới đó và lên giao lưu với mọi người một số những cái mẫu sản phẩm anh em nhá. Thì đầu video mong rằng anh em ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh chị nhá. Cảm ơn mọi người. Thì hôm nay em về được những cái lô CB tổng này, 40A, 50A, 60A, CB chống giật 20A và 30A. Đấy, hàng này thì bao đẹp cho anh em nhá, bao đẹp và bao cho anh em là ngon lành hết. Đấy. Rồi ok, mã sản phẩm về thêm được thì có hai con máy sấy tóc, hàng nó rất là xịn sò anh em ạ. Đấy, hàng nó khá hay luôn này anh em này. Và rất là chắc chắn nhá, hàng của Toshiba. Đấy, Toshiba luôn này anh em này. Đấy, thì bên shop có hai cây đèn năng lượng mặt trời. Đấy. Về thêm cả quạt tích điện của pin của Makita. Và em cũng lên em có ba con lọc khí này nó ấy, thì em lên thanh lý giá tốt cho anh em về vệ sinh nhá, về vệ sinh một số những cái mẫu phụ kiện, đồ linh kiện nữa anh em nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em đang có hai con máy sấy tóc nhá. Hàng này thì nhìn về bên ngoài thì kiểu dáng của nó cũng rất là xịn sò anh em này, rất là xịn sò, cứng cáp mọi người nhá, rất là cứng cáp, nó gần như là một cái khay đựng điện thoại anh em ạ, khay đế điện thoại á. Thì cái dòng này mọi người bắt vít trên tường nhá, bắt vít trên tường. Đấy, bắt vít trên tường mà mọi người xài thôi. Con này nó đến từ thương hiệu Toshiba mọi người ạ. Dòng này nó là dòng của máy sấy tóc anh chị nhá, máy sấy tóc. Và em cũng có test thử thì nó khá là mạnh. Ở đây thì thương hiệu của nó được làm nổi hẳn lên này anh em này. Được làm nổi hẳn lên. Đấy, thì em cũng lựa thêm được hai con thôi. Nó gần như là chưa dùng. Đấy, còn như chưa dùng luôn anh em nhé. Thì đây một số cái thông tin của nó là 1200W này, tần suất là 50Hz này. Dòng này nó xài điện 220 luôn. Đấy, nên là rất là tiện nha anh em nhá. Made in Japan. Đấy, thì em có hai cái. Thì bây giờ là cầm nó cũng khá là đầm tay. Rồi ok, bây giờ em sẽ test luôn cho anh em coi nhá. Đấy, cái này thì cũng chả có gì ấy cả nên là em sẽ test luôn. Đấy. Ra xem cái phần nhiệt của nó lên như nào nhá. Rồi ok, em cắm điện ghim thử này, em cắm điện trực tiếp 220 luôn. À đây, em vừa mới bật lên anh em ạ, em vừa bật điện lên. Dây của nó thì nó sẽ là đi vào đây mọi người, đi vào cái đế này luôn này. Đế này luôn. Và bắt đầu từ cái đế này là nó ra một cái dây lò xo. Đấy, co giãn được cho anh em kéo dài ra. Kéo dài đó là khoảng tầm hai sải tay của em. Đấy, tức là hai cái tay em sải ngang ra đó. Đấy, thì anh em cầm nắm nó khá là đầm tay như này. Thì nó sẽ có hai cấp độ anh em nhé, hai cấp độ. Đấy, cái núm ấn này. Và rất là xịn sò anh em này, mới chưa qua sử dụng luôn anh em ạ, rất là xịn. Rồi đó. Rồi em sẽ kiếm cái gì để cho anh em xem cái nhiệt của nó nhá. Này thì nhiệt của nó cũng khá là nóng tay anh em nhá, anh em cho max volume lên như này ấy. Đấy, sờ rất là nóng tay luôn. Đó, thì cũng không có gì test cả, đâm ra thử em lên nhanh cho anh em coi con này thôi. Đó, về cái phần cầm nắm như này. Đấy, anh em có thể là áng chừng được nhá, nó rất là nhỏ gọn, và mình đặt đây mình treo tường nó cũng không có hề rơi, treo đứng như vậy như này, anh em treo đứng như vậy như này cho em. Đấy, nó cũng không có hề rơi nhá, không hề rơi vì nó thiết kế là như vậy thôi. Đấy, logo các thứ thông tin được làm nổi hết lên luôn, được làm nổi hết lên luôn anh em nhá. Đó, thì em có hai con thôi, em có hai con. Anh chị em nào mà cần những cái mẫu này thì giá của nó là 320.000 anh chị nhé, 320.000 trên một cái con máy sấy tóc này. Anh em mà có nhà mới mà lắp vào trong cái nhà vệ sinh là bao xịn luôn này, bao sang trọng luôn. Ok anh chị. Tiếp theo ấy, thì em về được những cái dòng lô CB chống giật anh chị nhé. CB chống giật thì em sẽ giới thiệu cho anh em tham khảo qua cái mẫu CB 20A và 30A để anh em có thể lắp đặt trong công việc của mọi người. 20A, 30A thì anh em hay thường lắp đặt vào trong những cái dòng như máy móc làm về nước ấy. Đấy, để nó sẽ chống giật được cho anh em, máy bơm, máy biếc rồi là
bình nóng lạnh anh em nhé. Ở đây thì hàng em lựa chọn những cái hàng mà nó rất là còn rất là đẹp đấy, và cái hệ đóng ngắt của nó ở bên Nhật về thì nó hầu như là rất là ít anh em nhé. Thì đây em sẽ bóc ra cho anh em coi thử hai con, một con là 30A và một con là 20A. Thì mọi người cái dòng này ấy, nó là dòng chống giật đều là 15mA hết, nên là nó rất cái độ nhạy nó rất là cao. Đấy, đảm bảo được cái độ an toàn khi mà mình lắp vào bình nóng lạnh thì nó sẽ không có bị giật. Đấy, nó cứ dò điện ra 15mA là nó tự đóng ngắt rồi. Còn đây là cái nút test anh em nhé, nút test. Và hàng này anh em yên tâm, mọi người cứ lắp đặt vào mọi người test cho em bình thường. Đấy, lỗi em đổi cho nhá, nút ấn ở đây. Và mọi người yên tâm là em có đội thợ nó đã test sẵn sàng hết rồi, nên là anh em chỉ cái việc về xài thôi. Hàng này thì bao đẹp anh em nhá, bao đẹp. Đó, mọi người lắp vào đây Mitsubishi. Mọi người lắp vào cái bình nóng lạnh hoặc là máy bơm. Anh em làm những cái đồ nghề về điện đóm và liên quan tới nước ấy, mọi người nên lắp cho em một cái con chống giật như này thì nó an toàn, an toàn. Lỡ đâu mình làm sơ ý, mình giật bị dò điện phát là nó sẽ bảo vệ mình. Đấy, không những là mình làm mà những cái em bé trẻ em nghịch điện này nó cũng dò điện là nó đóng ngắt luôn. Đó, ok anh em nhá. Sẽ có 20A và 30A. Thì bây giờ em sẽ báo giá luôn cái dòng 20A này cho anh em này. 20A. Đấy, thì dòng 20A này thì giá của nó là 80.000 một con nhá. Hàng thì bao đẹp, không sứt mẻ anh em nhá, không có bị sứt mẻ một tí nào luôn. Đấy. Còn là cái dòng 30A như này. 30A như này. Thì giá của nó là 100.000 một con anh em nhá, 30A. Dòng dò đều là 15 hết nhưng công suất của nó là 30A. Đó, để anh em lắp điện cho nó an toàn nhá. 100.000 đồng con 30A này. Đó. Rồi. Em qua những cái dòng CB mà tổng gia đình anh em nhá. Tổng gia đình này thì em đang có đủ loại là 20A, 40A, 50A và 60A. Dòng này mọi người lắp vào tổng gia đình nhá. Nó có con màu trắng này, Mitsubishi này. Đấy, Mitsubishi này. Và của Fuji anh em nhé, Fuji. Đấy. Và cũng có của Nationa. Đó. Thì ở đây nó cũng về được tương đối là nhiều mẫu mã đấy. Nhưng đa phần của nó là Mitsubishi anh chị nhé, Mitsubishi. Dòng này thì nó là 3 chân. Đấy, 3 chân. 3 chân nhưng mà anh em chỉ dùng 2 chân thôi, còn chân giữa là mọi người bỏ ra dùng cái điện bình thường của nhà dân nhà mình á. Đấy. Ở đây thì trên tay em đang cầm con 50A. Đấy, át khối anh em nhá, át khối. Có cả chân cài này con này. Đấy, con này có cả chân cài. Cũng có con nó không còn chân cài đâu anh em nhá. Đó. Ok, còn chân cài này. Con này của Fuji 40A này. Đấy. Mọi người lắp tổng gia đình là nó sẽ bao quát được cái độ chống giật của trong gia đình nhà mình. Thì tùy theo mọi người dùng điện nhiều, dùng nhiều thiết bị hay không thì mọi người lắp cho em những cái dòng A như này, 4 bình thường là 40A, còn nhiều dùng nhiều thì 50A và dùng nhiều nữa thì nó là 60A. Đấy, đấy đó là cái công suất, còn cái dòng dò của nó thì đều là tổng của nó là 30mA. 30mA. Thì trên tay em đang cầm con 40A của thương hiệu Fuji này. Con này con 40A của Mitsubishi này. Đấy, và con 60A mọi người này, 60A cũng là của Mitsubishi, hai nút test này. Đấy, hai nút test. Đây cũng hai nút test này. Hai nút test anh em nhá. Còn lại là đây, em có một con Panasonic nữa này. Đấy. Hàng thì bao cho anh em là ngon lành. Đấy, chạy ngon lành luôn. Đây là con 50A này. Đấy, 50A này. Át khối anh em nhá. Đấy, át khối mọi người về cài vào tủ điện hoặc là bắt thẳng trực tiếp vào. Bắt thẳng trực tiếp là nó có lỗ này, nó có lỗ bắt này, này anh em nhìn. Đấy, nó có hàm một lỗ này và hai lỗ để anh em bắt vào cái khay cái đế gỗ hoặc là anh em bắt thẳng trực tiếp vào ấy vào tủ điện cũng được. Ok. Bây giờ em xin phép được báo giá cho anh em những cái mẫu CB này khá đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đây em bóc cho anh em con CB Mitsubishi 40A này. Đấy, còn là những cái hàng này thì đây, còn tem tiếc nhá anh em nhá. Đó, mọi người thấy không?
góc cạnh là không có hề bị vỡ đâu. Hàng thì bao đẹp cho anh em. Đây là toàn những cái hàng tháo tủ ra. Đấy, còn đẹp lắm. Rồi, con 40A như này. 40A, giá em gửi đến cho anh em là 200.000 đồng. Đấy, 40A dòng giò 30mA hết mọi người nhá. Ở đây. Và con 50A đâu ta? Đây, anh em này, chờ em chút. Đây, 50A đây. Nó sẽ có màu trắng và màu xanh và màu đây màu đen. Màu đen này đa phần là của Fuji thôi. Thì 50A của dòng giò của nó cũng đều là 30mA. Dòng này nó sẽ là hoàn toàn là đóng ngắt trong vòng 0,1 giây anh em nhá, 0,1 giây. Đấy. Những cái hàng CB Nhật thì anh em biết rồi, nó rất là an toàn. Giá cho con 50A này là 210.000 đồng anh em nhá, 210. Và con 60A là giá là 220.000 đồng. Đấy, 220.000 đồng trên một con. Hàng bao không sứt mẻ rồi, hoạt động ngon lành anh em nhá, hoạt động ngon lành. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến những cái mẫu CB trên thì báo em Thanh nhá, báo em Thanh. Đó, ok anh chị. Ngoài ra anh chị em nào mà cần cái vỏ lắp bên ngoài cho nó kín đáo ấy, đấy, thì anh em đây em cũng có vỏ luôn để cho anh em lắp cho nó kín đáo này nhá. Đấy, mọi người chỉ cần việc về bắt cái nở vào tường như này. Đấy, bắt vào tường cái này trước xong mọi người đặt CB vào ốp vào đây là xong thôi. Nó có những cái lẫy đều. Đấy, mọi người thấy không? Rất là chặt. Đấy, anh em đóng ngắt các thứ điện đài nó đi xuống trong này, đi bên trong này. Đấy, nó gọn gàng nữa. Ok, nếu anh em lấy thêm vỏ thì 10.000 đồng trên một cái vỏ như vậy nhá. 10k. Tiếp theo ấy, thì em có những cái đầu cút nối dây điện khá là xịn sò anh em nhá, khá xịn sò cho những cái dòng như này, nó nối nhanh và anh em chế cháo nó tiện. Đấy, chế cháo nó tiện. Ví dụ như mình cần kẹp điện cái gì đó mình không cần phải băng keo nữa mà mình dùng cái này. Đấy, dùng cái này. Và nó rất là dày dẫn anh em nhá. Đấy, rất là dày dẫn như vậy. Đấy, lỗ của nó cũng khá là to. To và nó là 600V, công suất là chịu tải lên tới 32A mọi người nhá, 32A. Thì đây là nó là hai cái lẫy và nó có phân biệt màu luôn, âm dương luôn cho anh nhá. Đấy, thí dụ như là em đưa vào đây một cái này. Đấy, em đưa vào đây. Mọi người chỉ cần tuốt cho em cái đầu dây và đút vào là xong thôi. Đấy, anh em đưa rô đây cho em này. Đấy, và rất là chắc chắn như vậy nhá, rất là chắc chắn như vậy. Đây thí dụ như là một cái cây đèn mà anh em muốn đấu điện vào mà không có ấy thì anh em dùng ngay cái đấu này. Đấy, đây. Dùng ngay cái đầu cút nối này, này rất là nhanh. Nhanh gọn để anh em sử dụng nha mọi người nhá. Đây cái đầu này nó chưa tới lúc chỗ bấm mọi người ạ. Nó phải dài ra một chút nữa. Đấy, nó phải dài ra một chút nữa. À đây em chưa ấy, sorry anh em chưa nâng nó lên. Mọi người phải nâng cái lẫy này lên mới đưa vào rô được. Đó. Đút hẳn sâu vào mọi người nhá, đút hẳn sâu vào. Rất là chắc nha mọi người nhá. Đấy, rất là chắc luôn. Ok. Cái mẫu này thì rẻ thôi. Có 5.000 đồng trên một cái anh em nhá. Và em đi đơn từ 5 cái trở lên, à 10 cái trở lên anh em ạ. Đơn hàng từ 10 cái trở lên anh em nhá. 10 cái trở lên thì đâu đó mà anh em mới mất có 50.000 thôi. 50.000 anh em có ngay 10 chiếc như vậy rồi. Đấy. Ok các bác. Phẩm tiếp theo thì em về cũng khá nhiều cho những cái dòng kìm bấm dây điện như này. Đấy, con này thì nó nhỏ gọn, dày dẫn và công năng sử dụng của nó khá là ok luôn anh em nhá. Nó tút dây điện từ 0.8 cho đến 3.2 này. Có thêm một cái phần lưỡi để anh em gọt dây điện nhá. Nó đến từ thương hiệu Fukako Japan anh em nhá, Fukako Japan. Và đây nó có thể chẻ được đôi dây điện được. Đấy, chẻ đôi dây điện. Cái này là kết dây điện thành một cái sợi. Đấy. Và đây là phần khóa anh em này. Phần đầu kẹp. Đấy, phần đầu kẹp ở đây. Rất là dày dẫn, nhựa nhiếc rất là dày anh em nhá. Con này thì nó đơn giản lắm mọi người, cách sử dụng đây. Anh em chờ em chút đây. Thí dụ như là em cắt bỏ cái này đi. Đấy, mọi người muốn chẻ điện ở đây nhá. Chẻ dây tròn, dây dẹt đều được hết. Ở đây thì nó sẽ có cho anh em là cái phần dao chẻ này. Đấy, mọi người chẻ muốn chẻ bao nhiêu thì mọi người chẻ. Đấy, còn tách dây điện đây.
Đấy, còn đây là những kết thành một cái sợi nhôm. Đấy, dây nhôm thì anh em kết rô vào. Nó có một chữ thập ở đây. Còn ở trên phần dao gọt ấy, thì cái dao này nó gọt cũng tương đối là khá là sắc như này anh em nhá. Đấy, các bác có thể là gọt cái sợi dây cáp. Còn đây là cái dây Mỹ này, là nó cao su, cái vỏ lớp ngoài của nó khủng lắm. Đấy, dây Mỹ. Đấy, mọi người có thể gọt anh em nhá. Còn những cái sòng dây thông thường thì gọt cái một. Ok. Ngoài ra này nó có những cái đầu tuốt đây, mọi người đưa vô đúng cái khớp của nó là mọi người tuốt thôi. Đấy, tuốt. Còn cái dây này nó khá là xịn anh em ạ. Đấy, cái phần cao su này nó khá xịn luôn này. Đấy, cái dây Mỹ này thì nó khá là xịn rồi. Rồi ok nhá. Anh em nào cần dùng cái mẫu kìm này thì báo em Thanh. Giá của nó chỉ có 80k anh em nhé, 80k cho một cái như vậy, kìm tuốt dây điện. Rồi sản phẩm tiếp theo ấy, thì em Thanh có thêm cái bộ tô vít Tozama 63 chi tiết như vậy. Đấy, một cái hộp như này để anh em sửa chữa linh kiện, xoáy xoáy tất cả các thứ trong này. Thì cái hộp này thì nó tổng là 63 chi tiết anh em nhé, 63 chi tiết. Và ở đây là có những cái khay từ, nó tự hít cái nam châm ở đây này. Đấy, tôi có cái nam châm nó tự hít và nó tự nạp từ cho anh em. Đấy, và mọi người cầm như này nó cũng không có hề rơi, không có hề rơi. Tay xoáy của nó thì nó sẽ được làm bằng nhôm. Đấy, nhôm tay xoáy đây. Đấy, tay xoáy như này mọi người nhá. Thì cái đầu này nó giữ được là anh em cứ cầm mọi người xoáy thôi. Thì ở đây nó rất là nhiều các chi tiết từ BH0 đến BH2, BH1, BH2. Rồi đầu hoa thị. Đấy, đầu T đó. Rồi một số những cái đầu đây. Đấy, đầu hoa thị này. Đấy, các bác nhìn này. Chất thép của nó thì đây anh em nhìn này. Chất thép CLV. Đấy, một số những cái con ốc cứng đầu thì anh em phải có cái bộ này để anh em xoáy thì khá là ổn luôn. Thí, em lấy thí dụ như một cái ổ điện Nhật. Như một cái ổ điện Nhật như này thì anh em thấy cái con ốc hoa thị ở bên ngoài như này. Đó thì mình tìm những cái con tô vít xoáy ra, xoáy cho nó thì khá là khó nhé. Đấy. Đây có những con ốc như này. Đấy, đầu xoáy như vậy. Và có những cái loại như này. Loại này là vừa anh em nhé. Đây để em xoáy thử cho anh em coi. Nếu mà không có bộ này là rất là khó xoáy ở những cái con ốc như vậy anh em nhé. Đó mọi người này, xoáy ra là ngon lành luôn. Đó mọi người thấy không, thấy con ốc này nó kỳ quái không. Còn một số các đầu nữa, một số các đầu nữa anh em nhé. Đây em sẽ xoáy rô vào. Đấy thì mọi người cứ tìm đúng cái chi tiết của nó là anh em xoáy thôi. Ok. Tay cầm bằng nhôm anh em nhé, bằng nhôm. Rồi. Đấy, bộ này này anh em này. Rất nhiều chi tiết. Và giá em gửi đến cho anh chị em cái bộ này là 190.000 đồng cho một cái bộ như này nhá. Đấy, bộ tô vít 63 chi tiết anh em ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em về thêm được những cái đèn, những cái linh kiện để đồ chơi cho anh nhá. Con này là đèn móc khóa anh em nhá. Đèn móc khóa này thì bao gồm là cả dây đeo này. Đấy, thân đèn này, thân đèn móc khóa này và sạc cho nó nhá, sạc cho nó nhá. Con này thì đèn 5 trong 1, vừa hít nam châm này. Hít nam châm ở đây, anh em có thể hít rô ở đây nhá, mọi người này. Đấy, hít rô đây. Mọi người có thể hít rô đây. Đấy, nó có một cái hít nam châm và cui bia. Đấy, cui bia. Một cái còi để anh em thổi này, để gọi đồng đội hoặc là gọi cái gì đó rất là hay. Đấy, chức năng châm thuốc lá anh em nhá, chức năng châm thuốc lá. Và đây là phần đèn. Đấy, con này thì khá sáng luôn, lát nữa em sẽ test luôn cho anh em. Đấy, đây hình ảnh ánh sáng của nó là ánh sáng trắng đầu tiên nhá, giảm ánh sáng này và ánh sáng vàng. Đấy, và giảm ánh sáng vàng cuối cùng là đây, anh em nhá, cuối cùng là đèn. Đấy, nó có một số cái tính năng như vậy.
Và đây bên đằng góc bên này nó có thêm một cái nút nữa này, thì anh em giữ lì cho em. Đấy là lên cái phần châm thuốc anh em nhé, châm thuốc. Đấy thì các bác đưa vừa cái điếu thuốc vào đây là ok rồi. Đấy, và nó có thể để bàn. Đấy, để bàn bình thường như vậy, hoặc là nó có thể hít vào cái nắp bất kỳ một cái sắt nào nhá, bất kỳ một cái sắt nào đó nam châm anh em nhá. Rồi bây giờ em mời anh em đi ra test thực tế ở bên ngoài cho anh em cái con này. Giá bán cho một cái đèn 5 trong 1 như vậy này, còi này. Đó, nó có chức năng thổi còi luôn nhá, để gọi đồng đội. Đấy, gọi thú cưng nhà mình chẳng hạn này. Rồi, giá là 120.000 một bộ anh em nhá, 120k. Đấy, 120k một cái đèn 5 trong 1. Một chức năng nữa anh em nhá, một chức năng nữa là nó sẽ có cảnh báo IOS này. Đấy, màu đỏ anh em nhá, màu rất đỏ này này. Đấy, và nháy cảnh báo IOS như vậy. Anh em đưa vào đầu xe là cũng khá là hay luôn á. Rồi, ok. Sẽ test luôn cho anh em cái dòng này nhá. Đây, bây giờ là bình thường là nó tương đối là sáng rồi nhá. Bây giờ em test luôn này. Đó, mọi người thấy không? Sáng rất là sáng nhá. Em tắt đi này. Đó. Và giảm ánh sáng này. Ánh sáng vàng anh em này, ánh sáng vàng khá là trung thực luôn nhá, ánh sáng vàng. Đấy, và ánh sáng giảm ánh sáng vàng. Cuối cùng là ánh đỏ. Đấy, và nháy cảnh báo IOS màu đỏ như vậy. Đấy. Và mọi người giữ lì cho em ấy, nó phát sáng cực đại luôn nhá. Đấy, mọi người giữ lì cho em nó phát sáng cực đại luôn. Đằng sau cũng có lên cái đèn màu xanh này báo chế độ pin. Ok anh chị em, con này mà làm trợ sáng cho anh em dùng là khá là ổn luôn. Sản phẩm tiếp theo ấy, thì em Thanh về được những cái dòng chip LED. Chip LED 50W mọi người nhá. Dòng này thì nó phục vụ cho anh em lắp vào những cái bóng cao áp nhá mọi người nhá, lắp bóng cao áp đó. Đấy, nếu anh em dùng trong gia đình nhá, muốn chế á, thì phải kiếm cho em cái bảng nhôm nhá, cái bảng nhôm để tản nhiệt cho nó, tại vì là cái dòng này nó sinh nhiệt cũng khá là lớn á. Thì dòng này nó là dòng bóng cao áp như ở một cái nhôm như này. Đấy, một cái bóng cao áp như vậy. Đấy, thì hôm qua em cũng có quay lên cho anh em dùng tham khảo rồi. Thì bây giờ em cũng tháo ra cho anh em xem lại nhá. Thì ở đây một cái mắt LED như vậy. Cái công suất của nó là 50W và nó là ánh sáng trắng. Mọi người chỉ cần đấu điện 220 vào đây, hàn chân L và chân N. Mọi người hàn trực tiếp điện 220 vào đây thôi. Không cần qua một cái tăng phô như bình thường nữa. Thì anh em mua cả một cái tăng phô và một cái đèn á, một cái mắt chip LED cũ á, thì nó rơi vào khoảng hơn 100.000. Nhưng một cái mắt LED như vậy nó chỉ có 40.000 thôi anh em nhé. Đây bây giờ em sẽ tháo ra cho anh em coi. Thì cái này là hôm qua em cũng tháo và em thay thế, em test cho anh em coi rồi. Thì đợi một lát nữa là em cũng ra ngoài em test luôn cho anh em coi ha. Đấy, bây giờ em sẽ tháo ra cho anh em coi cái xem cái hạt LED này. Và tốt nhất là anh em phải kiếm cho em cái nhôm này nhá. Nhôm này, đây là cái bóng cao áp một mắt mọi người ạ. Dùng để ở những cái đèn đường đấy mà nó hay bị cháy anh em nhá. Đây. Đấy thì hôm qua em cũng có đã gắn rô vào đây rồi. Đấy, em đã có gắn rô đây, anh em có thể nhìn kỹ hơn này. Đấy, anh em có thể nhìn kỹ hơn nhá. Đấy, em gắn rô rồi. Chạy điện trực thẳng trực tiếp luôn. Đấy và đây đằng sau này thì bình thường của nó có một cái tăng phô anh em nhé, tăng phô đấy là những cái bình thường. Em cũng xoáy ra cho anh em tham khảo luôn. Đấy, xong rồi em sẽ mời anh em test luôn. Hôm trước là em cũng có về được cả cái dòng bóng màu ánh vàng nắng rồi đó, ánh vàng nắng, nhưng mà lô này là nó toàn là bóng ánh sáng trắng thôi. Đó, đây em bỏ hẳn một cái bóng cũ và một cái tăng phô ra ngoài rồi, tại vì nó đã bị hư anh em nhá, nó đã bị hư rồi. Đấy, bỏ hẳn ra ngoài như vậy và em đấu thẳng cái dây Mỹ em vừa chia sẻ đấy, dây Mỹ này. Đó thì dây này thì em cũng có luôn nhá, và em đang bán cân ký là 130.000 một ký, và bây giờ nó toàn là dây ba thôi, dây ba lõi thôi. Đấy, tăng phô này là bỏ rồi anh em nhá, bỏ luôn rồi đó. Đấy, nó không cần phải qua một cái tăng phô này nữa. Bây giờ chỉ có việc là
Đây nha, giống nhau hết anh em nhé. Em cũng có test hôm qua rồi. Đó, bây giờ mình chỉ đưa vô thôi. Anh em về nhà tự lắp đặt được mà, tự lắp đặt được hết. Và nếu anh em mà muốn dùng trong gia đình á, thì mọi người phải kiếm cho em cái miếng nhôm để tản nhiệt, để hỗ trợ cho cái mắt led này nó tốt hơn anh em nhé. Mắt led này thì cần tản nhiệt đấy thì nó mới giữ được cái tuổi thọ bền của cái hạt led đó, là vì nó cũng có sinh ra nhiệt tại đấu thẳng trực tiếp hạ điện 220. Và con này á, nó rất là bền anh em ạ, rất là bền. Em đấu một cái quả bóng đây, lát nữa em cho anh em coi, em đấu một cái quả bóng ở ngay chỗ đầu cửa nha anh em á, là bóng điện làng, và em đấu phờ ly luôn là ánh vàng nắng, ánh vàng nắng. Còn bình thường là người ta hay sử dụng cái ánh sáng trắng đấy, thì lát nữa em cho anh em coi thực tế luôn. Và bây giờ mời anh em đi luôn nhá, đấy, test luôn. Rồi đây anh em nhá, đấy, nó sáng đến nỗi mà camera tần suất của nó phải phát nháy lên nha anh em nhá. Còn sáng thì nó rất là sáng này, anh em nhìn là tường này đấy, rất là sáng anh em nhá. Rồi bỏ xuống này, đó, ánh sáng trắng anh chị nhá, ánh sáng trắng. Đấy, thì cái dòng này là nó dành cho đèn pha năng lượng, đèn pha năng lượng. À, cái bóng một mắt này và bên và em đã thay thế vào cái bóng này, bóng ánh vàng nắng. Còn bình thường ấy là những cái bóng kia là cái bóng bóng một một mắt màu ánh sáng trắng anh em nhá. Đấy, thì cái con này em thay thế đâu đó được 5 tháng rồi. 5 tháng mà vẫn không chưa có ảnh hưởng gì. Đấy là không cần qua tăng phô đấy anh em nhá. Đấu thẳng trực tiếp luôn. Đấy thì các mạch miếc của nó là ở đó hết rồi. Đấy. Đây này, đây này, đây là những cái đèn cao áp. Đấy, đèn cao áp mà người ta đang lắp ở bên đường đó. Đây là dòng một mắt thôi. Ok, anh chị em nào cần những cái mắt led như vậy thì báo em nhá. Báo em Thanh. Dòng này như bình thường nó rất là hay bị cháy cái dòng này. Mọi người chỉ cần mua những cái hạt led như này, mắt led như này. Và những con ốc này nó rất là vừa vặn để anh em xoáy ốc vào nhá mọi người nhá. Nó rất là vừa. Giá thành của nó là 40.000 đồng trên một cái anh em nhá. 40k trên một cái như vậy. Đấy, và nó sẽ dính liền vào như này, là một vỉ như này nó là 4 cái này. 4 cái. Đấy, 40k một cái dành cho cặp bóng cao áp anh chị nhá. Hệ bóng thì em cũng lên chia sẻ luôn cho anh em là một con bóng năng lượng mặt trời. Đấy, bóng năng lượng mặt trời như này. Thì con này cái phần khối pin của nó cũng khá to anh em nhé, khá to và tích điện cho anh em là một đêm thoải mái luôn. Nếu ở trong miền Bắc như này ấy, thì vào cái thời điểm mà mùa đông ấy, ít nắng ấy, thì nó sẽ không tích điện được tốt. Nhưng mà anh em ở trong khu vực miền trong á, lúc nào nó cũng nắng nhiều ấy, thì bảo đảm cho anh em là sáng hết đêm luôn. Đấy, như em đã test ở trong nhà, đấy, em chỉ có việc úp lên như này thôi, là che cái phần đằng sau này lên thì nó sẽ là cảm biến, là nó sẽ là cảm biến tối rồi, thì nó sẽ lúc nào nó cũng sáng. Đấy mọi người nhá. Đấy, nó sẽ có 6 khoang led anh em nhá. 6 khoang led và đây là những cái hạt led của nó đây. Và nó có một cái cảm biến nhiệt độ, cảm biến chuyển động khi mà người đi qua thì nó sẽ sáng đủ 100% công suất như vậy. Và nếu mà không có vật thể chuyển động thì nó chỉ có sáng 50% công suất thôi, để nó tối ưu cho cái pin để lưu trữ nhiều hơn. Đấy, được lần nhiều hơn. Thì em test đến 9 giờ sáng ngày hôm sau nhá mới hết điện. Đấy mọi người ạ. Đấy thì test cả đêm mà đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Còn đây là một cái tay điều khiển. Thì đây anh em có thể hẹn giờ tắt này, hiện giờ 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Và đây là nút auto tự động là cảm biến người chuyển động. Và nút Airway như này là tắt cái tính năng auto chuyển động đi, là lúc nào nó cũng rực sáng vậy. Đấy. Tối đến là nó tự sáng, ban ngày nó tự tắt. Đó anh em nhá. Đấy là tính là nó là như vậy. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái bát. Đấy, nó bao gồm cho anh em bát cả bu lông cả pin ở đây hết. Mọi người về chế cho em cái ống tít 48 hoặc 60. Đấy, 48 hoặc 60 là anh em đút vào đây là anh em xài thôi. Cho vào giữa sân vườn. Đấy, sân vườn hoặc trang trại, rồi là đường làng, đường cổng nhà mình. Ok, giá nó rất là tốt. Ở đây thì sẽ là bộ 6 mắt led, 6 khoang led anh em nhá. 2 4 5 5 7 35 hạt led như vậy. 35 hạt led như vậy. Đấy anh em nhá. 35 hạt led một khoang.
vị trí là 6 khoang anh em nhá. Bây giờ em sẽ đi vào đo chi tiết luôn và báo giá cho anh chị em, cũng như là cho anh em xem thử cái đèn năng lượng nhà em cũng đang xài anh em nhá. Nhà em đang xài luôn. Em sẽ đo tổng thể của nó này, nó dài tổng thể của nó là được 55 phân, là em chưa có đo cái phần đế ở đây nhá. Chưa đo phần đế ở đây. Đấy, đo phần đế này. Chiều ngang tổng thể của nó sẽ là đo mặt sau này. Đấy, tổng thể của nó là được 24 phân. Đấy, và em sẽ đo cái phần tích điện nhỉ, năng lượng này. Ở đây là 15,5 tích điện ở đây. Thì nó là được 46,5. Đây có những cái dòng kẻ như này, dòng kẻ như này. Cái dòng này nó tích điện tốt hơn những cái dòng thông thường nhiều lắm mọi người nhé. Đấy, anh em nhìn tích điện rất là tốt. Rồi ok, mẫu này thì em Thanh báo giá cho anh em là 580.000 đồng. Đấy, và em cũng hỗ trợ anh em phí ship đến tận nhà mọi người luôn. Đấy, mọi người chỉ việc là mang về lắp thôi, mang về lắp thôi. Đấy, mọi người về chế cho em cái đầu để anh em ấy nhá, chế như nhà em được, uốn cong và đưa thẳng mà. Đưa thẳng thì mình phải bắt cái tai vào. Rồi, bầu trời thì nó chưa tối hẳn nhưng mà nhà em đã lên điện rồi nha mọi người nha. Đã lên điện rồi này. Đó, thì nó cũng khá là sáng nha anh em nhá, khá là sáng cho cái mẫu đèn như này. Đấy thì nhà em bâu vào một cái cột điện xong rồi mình uốn cong xuống như vậy. Đấy, khá sáng nha. Thì hiện tại là bây giờ trời nó vẫn còn chưa có ánh sáng, chưa tối hẳn đây này anh em nhìn này. Đấy, trời vẫn còn đang rất là sáng nhá. Thì anh chị em nào mà cần cái mẫu này thì báo em Thanh nhá. Đấy, báo em Thanh cho em gửi đến cho anh chị em cái mẫu này anh em xài thử. Rồi, tiếp theo thì em có thêm cái dòng quạt pin tích điện của Makita mọi người nhá. Makita. Dòng này thì em bán theo cả bộ như vậy, cả bộ của nó thì sẽ có thân này, một pin này và một đế sạc như vậy. Đấy. Trên thị trường người ta đang bán cái mẫu này nó là hơn 500.000 cho đến 600.000 tùy từng shop nhá. Đấy, nhưng mà em Thanh sẽ gửi đến cho anh em giá rất là tốt. Sử dụng chân của nó là chân dẹt để cắm sạc này. À, đầu điện trực tiếp của nó sẽ là xài được điện 220V luôn anh em nhá. Đấy, 5.0Ah hàng Made in Japan này. Rồi, cái con thân đèn như này thì nó sử dụng pin của nó là pin 6A. Đấy. Và cái lô này thì đường kính của nó đây nó khoảng 20 phân, hơn 20 phân. Đấy, đường kính cả lồng anh em nhá. Còn cái đường kính cánh này nó khoảng tầm được 18 phân. Dòng này dòng mini có một công tắc on off thôi. Dòng này em thấy khá hay và cái củ motor này nó thấy nó to hơn này anh em này. Đấy, nó to hơn. Ok mọi người, ghim rô điện vào nhá. Ghim rô vào thân pin như này. Đấy, và anh em chỉ việc là bật lên thôi. Về cái phần gió là khá là mạnh. Đấy, anh chị em mà đi buôn bán ngoài chợ hay cái gì đó mình cần cái quạt như này để thổi mát. Đấy, nó rất là gọn gàng, nhanh gọn anh em nhá. Tiện lợi. Đó, ok chưa? Dùng pin đây. Mọi người đưa cho em đưa rô đây để sạc anh em nhá. Đưa rô đây là sạc. Đấy, đưa rô đây là sạc. Đấy, sạc đây thì có hai cái bóng báo này nữa này. Thì đầu tiên cái này thì về nó đầu tiên là nó cũng khá là chặt đây các bác nhá. Khá là chặt. Đấy thì mình cắm một vài lần là nó sẽ doãn nghe thôi. Thì anh em lấy tạm lấy cái gì gõ nó ra tí là nó ra thôi. Đấy, tại vì cái lẫy này nó đang rất là hẹp. Nó hẹp để nó đưa vào đây này. Nên nó rất là khít. Thì mọi người cứ sạc một vài lần là nó sẽ gì thôi. Đấy, nó càng chặt thì càng tốt anh em nhá. Đấy, lỏng lẻo thì nó bao giờ nó cũng bị mô ve. Rồi ok. Bộ này thì em Thanh gửi đến cho anh em giá rất là tốt nhá. Giá chỉ có 430.000 và được hỗ trợ được phí ship nữa cơ. 430k một bộ. Combo là thân quạt, một pin. Một pin 6A và một đế sạc, một đế sạc như vậy. Ok anh em nhá, một cái đế sạc như này. Đấy, các bác nào cần thì báo em Thanh 430k. 430k. Tục em Thanh test cho anh em cái thân đèn này nhá, thân đèn của Makita. Đấy, test thử cho anh em ra ngoài tối test thử nhá. Rồi, bây giờ trời nó rất là tối anh em nhá. Đó, mọi người thấy không? Sáng kinh điển chưa? Đấy, và đây là cái thân đèn nhá, nguyên cái thân đèn rất là sáng. Đấy, và đây là những cái cây chuối của đồng quê của chúng em này này. Đấy, mọi người thấy không? Rất chi là sáng luôn. Đấy, gần như là
gần như là sáng này, xa chưa? Anh em thấy không? Quá xa luôn. Đó. Một cái thân đèn thôi anh em nhá. Một cái thân đèn. Đấy, sáng chóe luôn. Chóe lẹ luôn anh em nhá. Đấy, sáng mà nó có cả cái sáng ánh sáng màu xanh luôn. Các bác thấy không? Để mà soi vào cây cối thì gọi là sáng sáng xanh luôn. Đường này, soi đường nhá. Bây giờ bình thường đường nó đã sáng như này rồi mà em soi này. Đấy, soi này, anh em thấy không? Không khác gì một cái ánh đèn của ô tô luôn đấy mọi người nhá. Đấy. Đó. Thì sản phẩm này thì em Thanh gửi đến cho anh em là nguyên thân đèn nhá. Nguyên thân đèn không, anh em lưu ý nhá. Nguyên thân đèn không như này. Sử dụng pin, chân pin của nó là chân pin phổ thông. Đó, chân pin phổ thông dạng rộng như này. Dạng rộng như này. Đấy, giá thành của nó là chỉ có 90.000 đồng cho một cái thôi. 90k mọi người nhá. Rất chi là rẻ. Đấy, anh em có pin rồi thì mình mua nhá. Có pin rồi mình mua, còn em Thanh không có bán pin. Đấy, không có bán pin. Và đây là em đang test một cái con pin chân pin phổ thông của Makita thôi. Đấy, các bác thấy không? Một con pin chân pin phổ thông của Makita thôi. Đấy. Còn là em chỉ bán nguyên thân đèn nhá. Nên là có những cái bác không hiểu là bảo là mua đèn không có pin. Đấy, nhưng mà các bác không hiểu là bây giờ 90.000 mà các bác đòi có cả pin thì nó hơi vô lý. Hơi vô lý nhá. Đấy, em cũng chia sẻ thẳng như vậy để anh em rõ ràng, khi anh em nào cần thì báo em Thanh gửi cho thôi. Đấy, gọi là bán kèm thêm sản phẩm, các bác nào cần như nào đó thì em lại gửi. Đấy, chứ còn có vài chục ngàn thì em nói thật rẻ hơn cả trên Shopee luôn. Shopee là một cái nền tảng mà nó gần như là bán chỉ lấy số bán thôi, mà nó còn cái dòng này nó còn cao tiền hơn là 90.000 luôn nhé anh em nhé. Tiếp theo á thì em Thanh giới thiệu đến mọi người một cái đầu xịt 10 chế độ anh em nhé. 10 chế độ hàng này thì bao tốt cho anh em về xài. Mọi người chỉ cần việc cấp cái đầu ống nước sạch vào đây mà anh em rửa tưới cây phong lan, rửa sân, rửa xe thoải mái luôn. Ở đây nó có tất tổng thể 10 cái chế độ. Đấy, và hàng này thì nó là hàng xuất các nước rồi. Đấy, xuất các nước rồi. Jardin Migandering. Đấy, thương hiệu Chimber gì đó. Và đây này, mọi người nhìn cái tay, phần tay nắm này nó khá là xịn rồi này. Đấy, mọi người nhá. Số thông tin của nó ở đây. Ok. Ở đây là cái phần khóa này anh em khỏi phải bóp. Đấy. Đấy, mọi người dùng cái lẫy này, mọi người đẩy vô đây, mọi người không cần bóp nước vẫn ra. Đấy. Còn cái này nó rất là căng anh em nhá, rất là căng. Mọi người cầm bóp nắm thoải mái luôn. Kiếm cho em cái đầu cổ gà là thít nữa, là cổ dê nữa là anh em thít vô và là dùng ba ngon luôn. Đây các chức năng của nó này. Đó, rất là xịn nha, nhưng ngang những chất nhựa này nó cũng rất là xịn này anh em này. Giá 70.000 đồng anh em nhá. Giá 70.000 đồng cho một cái vòi tưới cây anh em nhá, vòi tưới cây. Tiếp theo ấy, thì lên cho anh em cắt đứng mài râu một con máy cạo râu hàng Post nhá, hàng Post. Hàng này thì nó thương hiệu Post và nó được đến từ thị trường Đức. Đây. Đấy, cầm nắm thì khá là xịn sò, bao bọc bằng inox. Đấy, bao bọc bằng inox và hiển thị màn hình điện tử. Đấy, các chức năng thì đây mọi người nhá. Cạo râu hai bên. Đấy, hai phần lưỡi cạo râu và có thể nhún nhảy trên ở cái phần cằm của anh chị em nhá. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái phần tăng đơ để những cái phần râu dài. Đấy, cũng có thể cắt được tóc luôn đấy. Đấy, bằng inox luôn nhá. Bằng inox luôn nhá. Bao xịn luôn này. Đó, inox luôn. Ok, thông số kỹ thuật của nó ở đây. Nó là 5W này. Nó 5W và sạc điện là 5V 1A thôi. Đấy. Ở đây thì nó là hàng Made in Germany, một số cái tiêu chuẩn ở đây anh em nhá. Full inox này anh em nhá, full inox. Các chức năng thì anh em giữ lì cho em 3 giây. Đó là hoạt động. Ở đây thì nó sẽ có báo phần trăm pin này, tốc độ chạy này, anh em có thể giảm tốc độ chạy đi cho nó cho những cái phần kẽ râu nó chui vào đây nó gì nhá. Đấy, và tăng lên này 75 nó gọi là RPM cái gì đó em cũng không có nắm rõ anh em nhá. Và nếu anh em dùng cái máy cạo râu như này ấy, thì thường xuyên phải cạo. Đấy,
thì cái phần dâu ngắn ấy nó mới đâm thẳng trực tiếp vào những cái lỗ nhỏ như vậy. Đấy, thì nó mới sạch được nhá, nó không có bị rối, nó không có bị thừa. Đấy, còn nếu mà dâu quá dài thì khi mà anh em cạo ấy, nó sẽ là trượt đi, nó không cắm vào những cái lỗ nhỏ này được. Đấy, và cách khắc phục thì anh em phải dùng cho em cái này. Đầu tiên là anh em phải tăng đơ dâu dài thì phải tăng đơ trước cho em cái dòng này. Đấy, thì mọi người cứ đẩy lên và nó sẽ chạy thôi. Đấy, nó chạy ở đây này. Nó sẽ chạy ở đây nhá, mọi người nhá. Đấy, mọi người dùng xuống ấy thì ấn xuống ấy thì nó sẽ chạy ở cái phần răng ở đây. Ok, con này khá là đầm tay và xịn sò. Ngày trước của nó là 700.000 đồng con này. Đấy, bữa nay là giá nó tốt lắm mọi người nhá. Giá của nó chỉ có 550.000 một cái bộ như vậy thôi. Hàng của Made in Germany. Thì nó bao gồm phụ kiện là dây cáp kết nối, dây cáp kết nối với đầu USB. Đấy. Và tiếp tục là một cái cây cọ vệ sinh để anh em có thể vệ sinh sạch sẽ đi. Còn đây là dầu, thi thoảng anh em cho em tí dầu vào cho nó bon nhá. Bon, máy móc thì cũng phải cần đến dầu nhớt cho nó bon. Ok. Bộ này là máy dao, máy cạo râu hàng Germany này, bốt này. Giá 550.000 đồng. Anh chị nhá, 550k. Sản phẩm tiếp theo này, em Thanh vẫn còn những cái dòng mũ nón nam nhá, nón nam, à sorry, nón này nón nữ, màu trắng này nón nữ. Đấy. Anh chị em nào, anh em nào đầu nhỏ thì độ vẫn bao sầu luôn, vẫn ok luôn nhá. Con này thì hàng cam kết với mọi người là rất là xịn sò. Đấy, những cái núm ở đây, kính của nó cũng rất là trong nhá. Kính của nó rất là trong. Rồi, ok. Cái mã này thì em Thanh đội cũng rất là vừa nhá. Còn chị em phụ nữ thì đội đúng bài luôn và rất là đẹp. Đấy. Như anh em nhìn trên hình ảnh nhá. Hình ảnh chị em phụ nữ đội là bao đẹp luôn. Ok. Hàng này là hàng tốt nhá anh em nhá, hàng tốt nhá. Giá là 180k nhá mọi người nhá. 180k cho những mũ nữ như này. Anh em dùng mua về tặng bà xã nhà mình là an toàn này, đi lại nó an toàn cũng như là nó không bị mệt vì gió nó tạt vào mặt cũng như muỗi mọi người nhá. Rồi ok, phần da này. Phần bọc da này, còn cái phần mút, cái cao nó gọi là cái gì ta? Nó là cái xốp này, nó là dòng xốp rất là cứng anh em nhá. Xốp rất là cứng. Rồi. Phần kính này, nhựa này, kính này nó rất là dẻo anh em nhá. Rất là dẻo. Đấy. Rồi, mẫu này 180.000 đồng, mũ nón nam, nón nữ mọi người nhá, nón nữ 180k. Rất là đẹp. Cho anh em cái mã dây. Đấy, dây này dây Mỹ 10 mét mọi người nhá. Dòng này thì ba lõi. Dây của nó thì đây, anh em nhìn này. 3 x 1.5mm anh em nhá. 3 x 1.5mm. Đấy, một đầu là của đầu cốt và một đầu là đầu trơn đây. Một đầu trơn như vậy. Đấy. Cái phần da của nó rất là dày và ba lõi anh em nhá, ba lõi. Bộ này thanh lý nốt cho anh em là 170.000 đồng anh em nhá. Dây 10 mét 170k, dòng dây Mỹ mọi người nhá, dây Mỹ. Còn đây thì là những cái dòng dây mà dây Mỹ ba lõi nhưng mà nó chỉ có 1m8 thôi anh em nhá. 1m8 thôi. Thì ở đây em vẫn đang cân ký cho anh em luôn. 1m8 này thì giá là 130.000 một ký. Đấy, thanh lý nốt còn có ít. Thì dây của nó sẽ là có chân dẹt ba chân và ba lõi. Có những con nó còn tem như vậy. Đấy, có những con nó còn tem Mỹ như vậy và có những con nó không còn. Đấy, phần đầu cài. Dây thì cũng có dòng dây to, dây nhỏ. Đây thì em sẽ bán cân ký nhá. Dây dài của nó đâu đó là 1m8 thôi. Đây em cho anh em xem cái thông số của nó đâu ta. Những cái con to như này. Đấy, dây to nhất của nó như này thì nó là dây 2.08. Đấy, 2.08mm. Còn cái dây nhỏ như vậy. Đây, dây nhỏ như này thì nó đâu đó, đây anh em chờ em chút xíu này. Đây thì nó có thông số ở đây hết anh em này. 3/C16AG à 1.31mm anh em nhá. Đấy, dây nhỏ nhất của nó là 1.31mm. Thì cái này em bán cân ký thì em sẽ bốc xô cho anh em và báo anh em dây dài của nó là 1m8 anh em nhá. Dây to nhất thì có cả cái đuôi như vậy. Đấy, có cả cái đuôi như này. Đấy, dây Mỹ 130 một ký.
tiếp tục lên những cây liếc đấy. Bữa nay là nó sẽ có những cây liếc diệt anh em nhá, liếc diệt của Nhật, hàng Make in Japan này, Make in Japan này anh em này. Đấy, thì em có một vài cây để cho anh em chuyên liếc đấy, liếc như này anh em nhá. Đấy thì các chị em phụ nữ bán đồ ăn thịt hoặc là các bác ở nhà liếc cho anh em này. Đấy, thái xong là thái thịt anh em nhá, thái hoặc chặt. Đấy, ở đây có những cái phần đầu ấy thì nó có một chút cái phần từ tính. Đấy, đấy mọi người nhá. Nó không nhiều đâu nhưng mà nó cũng có cái phần một chút từ tính như này này, đấy. Nâng mạnh thì nó mới ra, còn nâng hờ hờ thì anh em cảm nhận được ngay. Nó có những cái từ tính ở đây. Rồi. Dòng này thì tổng chiều dài này. Tổng chiều dài của một cây liếc. Đấy, liếc diệt. Là 43 phân. Và nguyên cái phần liếc này nó là 30 cm anh em nhé. Đấy, hàng Make in Japan này. Make in Japan thì em có một vài cây, 2, 4, 6, 8, 9 cây anh em ạ. Các bác nào cần thì giá là 100.000 đồng anh em nhé, 100.000 đồng một cây, 100k. Tiếp tục thì em còn 3 con lọc khí bù ẩm của Nhật. Đấy, thì lên thanh lý giá rẻ cho anh em nhé. Dòng này bao cho anh em điện đóm ngon lành. Con đầu tiên, đấy, con đầu tiên là con số 7 này. Con này trước đó là 750.000 đồng. Đấy, hôm nay thanh lý giá rất là tốt cho anh em nữa nhé. Đấy, con này công suất của nó là đây, công suất của nó là 65W anh em này, xài điện 100, hàng của Panasonic. Đấy, tất cả là hàng của Panasonic hết mọi người nhá. 65W này thì cái phòng rất là lớn, 50 50. Đấy, 50 hơn 50 đều ok hết. Bây giờ dòng này bao điện đóm cho anh em, nút nguồn đây và các chức năng các thứ bù ẩm, hút ẩm, bù ẩm rồi là lọc không khí bụi mịn. Đấy, tạo ion mùi rất là thơm. Đấy, có công nghệ nano nữa. Thương hiệu Panasonic. Con này mã thanh lý luôn nhá, em lên mã mới nhá. Trong của nó thì sẽ có màng và phổi và màng giấy và lọc than hoạt tính. Đấy, bao cho anh em điện đóm dùng ngon lành, chỉ cần về việc vệ sinh thôi. Đấy, dòng này thì nó hình thức bên ngoài thì nó hơi xấu, anh em cũng có thể về sơn si lại để cũng được cho nó đẹp. Rồi, mã số 1 này. Mã này bỏ qua này, cái này em sẽ lau thôi. Giá số 1 là mã xả cho anh em với mức giá là 600k. 600k. Đấy, mã số 2. Mã số 2 là bao cho anh em điện đóm hoạt động bình thường. Đấy. Mã số 2 này. Con này có công nghệ Econavi này, Econavi. Đấy, hình thức của nó thì ok nhưng mà cái này là nó bong cái lớp tu bóng ra rồi. Anh em dùng bấm vẫn bình thường nhá, bấm vẫn bình thường. Rồi. Đó, hình thức của nó như vậy, cánh buồm. Rồi, con này công suất là 55W anh em nhá. Công suất là 55W. Đấy, mã số 2. Em cũng thanh lý cho anh em là 600k. Đấy, 600k anh em nhá. Đấy, hình thức của nó như vậy. Cái mã này mã bỏ qua luôn đi. Bỏ qua luôn đi. Còn mã tiếp theo này. Con này cũng là con giống như vậy. Đấy, là Econavi. Đấy, con này mặt cần đẹp hơn. Nhưng mà mất cái nắp anh em nhá. Mất cái nắp, xài điện là điện 100 hết mọi người nhá. Con này 800k. Em cũng thanh lý cho anh em là mã số 3 này. Là 600.000 đồng. Đấy, để cho anh em về sử dụng nhá. Đấy, về vệ sinh sạch sẽ vào cho em. Còn cái phần lõi lọc đây, em cho anh em xem cái phần lõi lọc này. Đấy, chờ em mở đây nhá. Phần lõi lọc của nó cũng còn khá là ổn đấy. Đây là bao giờ nó cũng có một cái phần phổi giấy. Đấy, phổi giấy. Con này vẫn anh em không muốn thay thì vẫn xài được. Tại vì nó cũng chưa quá là nát. Đấy, chưa quá là nát. Còn muốn thay thì anh em cứ thay thôi. Còn đây là than hoạt tính. Đấy, cái than hoạt tính này thì nó mới đắt tiền này anh em này. Than hoạt tính này anh em chỉ cần về giặt rũ là anh em xài rồi, không phải thay thế gì nữa đâu. Đó. Và chức năng của nó là sẽ là bù ẩm và lọc không khí bụi mịn. Rồi nó sẽ diệt khuẩn để trong phòng mình nó, ví dụ như là phòng anh em nằm phòng điều hòa mà nó hút nhiều cái độ ẩm ấy, này dẫn đến là con cái nhà mình nó bị khô họng, viêm họng.
đấy, lại dẫn đến vi khuẩn nữa. Dòng này nó sẽ là tạo nano rồi là bù ẩm rồi là diệt khuẩn đấy, nên là trẻ con nó không bị không hay bị viêm họng anh em nhé, không hay bị viêm họng. Đây con số 2 này đấy, phổi và than hoạt tính vẫn đầy đủ luôn anh em nhé, phổi và than hoạt tính vẫn đầy đủ luôn đấy, phổi này còn rất là trắng anh em nhé, còn rất trắng. Và em bán chỉ là bao sống thôi, bao sống ngon lành đấy, bao sống ngon lành. Còn anh em về vệ sinh lại ha. Và con cuối cùng này đây, con cuối cùng này đấy, về mọi người lau chùi vệ sinh lại cho em đấy, rất là bẩn này đấy, bên Nhật của nó cũng đấy, con này phổi còn rất là trắng nhá, bên Nhật của nó kỹ tính về sức khỏe lắm mọi người ạ. Bây giờ thế giới nó mở cửa rồi mình mới được thừa hưởng được những cái công nghệ của bên Nhật anh em nhá, thừa hưởng được những cái sản phẩm của bên Nhật rồi. Ok, nói chung là 600.000 đồng một con, anh em về tự vệ sinh cho em nhá. Ok, em Thanh vừa lên một vài mã trên cái video ngày hôm nay, anh em nào cần cái mẫu mã nào thì có thể ủng hộ em Thanh. Ngoài ra anh em nào chưa ấn một nút like thì cho em Thanh xin một nút like anh em nhá, để động viên kênh đấy, có thêm những cái nhiều sản phẩm mới lạ hơn nữa phục vụ cho mọi người. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong một cái video lần sau.